Và tôi nghĩ rằng điều đó là một điều hoàn toàn hợp lý với tính chất của một trận show match. Vâng, một đường điều 3 băng rất hay tới từ FNRS. Tình huống vừa rồi tôi chưa kịp nhìn xem. Vâng, và đã là 1-0 dành cho FNRS. Rồi, với cái má con bi số 2 và con bi số 9 về sau lưng bi mục tiêu số 4 và 5. Rồi, chúng ta đã thấy được một tình huống uốn lượn đầu tiên tới từ FNRS. Bi số 3 thế nào đây? Có mất đường hay không? Vâng, cú băng vừa rồi có ý đồ là gì vậy? Tôi nghĩ là một tình huống chạy đạn muốn kéo con cái về phía xa màn ảnh của chúng ta. Tuy nhiên là không thành công tới từ FNRS. Đây rồi, đây rồi. Từ vâng, các cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại khu vực thi đấu, có lẽ là dành cho trận đấu giữa Jason Shaw và Fedogos thưa các bạn. Vâng, chúng ta đã được chứng kiến những đường cơ mang đậm tính chất biểu diễn tới từ cơ thủ Nguyễn Anh và kiểm soát được vị trí ổn để có thể ăn được con bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên sẽ hơi cò tay một chút. Vâng, gì đây? Đúng là một trận đấu mang tính chất giải trí cao thưa các bạn. Không, pha đó có khi là... Rồi, 5, 6, 7, 9... 4 con bi ở 4 vị trí quá đẹp và thuận đường để tìm đến nhau. Má này thì hơi lụt một chút, nhưng mà vẫn sẽ là trong tầm kiểm soát của Nguyễn Anh Tuấn mà thôi. Vâng, chính xác, trận đấu này là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Thì cụ xử lý như thế nào đây? Đây rồi, đây rồi. Vâng, chúng ta đang được thấy những tình huống múa đầu tiên tới từ FNRS. Một tình huống cân 2 băng cộng 1-4 tới từ huyền thoại người Philippines. Cần thế mới là cần chứ.
Rồi chúng ta cùng chờ xem là FNRS có thể đi hết cái chấm này hay không. Tình huống này mà cân 1 cộng 9 thì... Vâng, cũng ghê gớm đấy các bạn ạ. Con 9 nó chỉ đi lệch cái lỗ giữa một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên là cũng đã dò chết được cho mình con mục tiêu số 7. Và một cú chặt băng mềm mại tới từ huyền thoại người Philippines. Vâng, có một bạn khán giả nói tại sao không khí trận show match này nó lại căng thẳng như thế. Mình cũng đang cảm thấy là có gì đó hơi sai sai. Vẫn là một phong thái rất tập trung tới từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Có lẽ là tương đối khác so với những gì mà anh ấy chia sẻ trước trận đấu. Rồi bây giờ các bạn có hỏi mình về luật chơi nữa thì mình cũng không biết phải trả lời như thế nào các bạn ạ. Nguyễn Anh Tuấn lại có cơ hội để quay trở lại bàn và xử lý cho mình mục tiêu số 3. Ok, thế này là vẫn xử lý được con mục tiêu số 4 rồi. Rồi, chúng ta cùng xem thợ múa điều ra năm. Và một kỹ thuật nó hơi khó với tôi nhưng mà nó không hề khó với Nguyễn Anh Tuấn một chút nào. Rồi, sẽ là 6 đều. Tỷ số sẽ là 6 đều. Tình huống này có một tí cân củng gì không? Cân con bi số 3 vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa mà này. Thấp đầu gậy một chút và cái xòe đi khoảng tầm 3 băng về lại vị trí con bi mục tiêu số 4. Ồ, vậy là một cú cân vuốt má con bi số 3 để cân vào cái lỗ giữa bên phải thành băng được các bạn. Rất hay. Đấu tính chất giao lưu mà thôi. Thực ra là mình nghĩ là các cơ thủ họ vẫn sẽ đánh với tất cả những gì mà họ có thôi. Chẳng qua là về mặt tâm lý thì sẽ không bị đặt nặng bất kỳ cái yếu tố gì cả. Rồi, tỷ số được nâng lên là 7-6 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Và có FaceTime với Emily Fraser là CEO của Matchroom để xin tham gia một trận giao hữu với huyền thoại FNRS. Đó là thông tin đã được xác thực. Còn tất cả những yếu tố còn lại về trận đấu đó sẽ được diễn ra vào lúc nào, thời điểm nào, có được diễn ra hay không, vân vân, thì sẽ phụ thuộc vào lịch của FNRS và sẽ có kết quả báo lại trong ngày mai. Ngày mai.
Rồi đẩy một băng và Ancobi nằm ở cái lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh chúng ta. Má như thế nào đây? Ép một băng ra rồi ăn vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa. Không. Vậy là điều ra đây thì không biết còn đường. Rồi, vậy là 7 còn nguyên đường vào cái lỗ góc bên tay trái phía cái lỗ giữa bên tay trái màn ảnh chúng ta. Rồi, điều từ 7 đến 8 như vậy ok chưa các bạn? Và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 7-8 dành cho Huyền Thoại tới từ Philippines. Lụt. Vâng, không lụt lắm. Nhưng mà cũng là hơi quá lực một chút xíu. Cái má tương đối vách và con cái đang dính sát vào thành băng. Vẫn là một cú chém tốt tới từ Tuấn Con. Rồi, và chúng ta cùng chờ đợi chiến thắng. Efren Reyes đã đứng dậy rồi. Và chúng ta đã có được cái bắt tay giữa hai cơ thủ. Chúc mừng cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn đã là người giành chiến thắng trong trận match show, trận show match này.